Thông cáo báo chí của ông Obama cho biết, ông đã chỉ thị cho các bộ ngành hữu quan làm ngay mọi việc có thể để giúp người dân thành phố Mo khắc phục hậu quả của trận lốc xoáy mà ông mô tả là có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử. Tổng thống Obama cũng cho biết đã cử giám đốc cơ quan xử lý các tình trạng khẩn cấp trực tiếp tới Oklahoma để thăm hỏi các nạn nhân và bàn giải pháp cứu trợ của liên bang. Trong cuộc đàm thoại với thống đốc bang Oklahoma, Mary Follin và thị trưởng thành phố Mo, ông Obama cam kết chính phủ liên bang sẽ dành cho họ mọi nguồn lực cần thiết để phục hồi. Trước đó, vào tối ngày 20 tháng 5, Tổng thống Obama cũng đã ký tuyên bố về tình trạng khẩn cấp tại bang Oklahoma, chỉ thị cho các cơ quan chức năng cung cấp ngay các khoản viện trợ của liên bang cho các nạn nhân, cho việc xây dựng lại nhà cửa và trường học đã bị trận lốc xoáy tàn phá. Đồng thời kêu gọi người dân nước này đóng góp vào quỹ cứu trợ của Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ nhằm giúp các nạn nhân. Theo thông báo mới nhất của Văn phòng Thị trưởng thành phố Mo, đến nay số nạn nhân thiệt mạng đã tìm thấy là 24 người, thay vì con số 91 người như thông báo trước đó. Sở dĩ có sự chênh lệch như vậy là vì nhiều tử thi được đếm tới 2 lần trong lúc hỗn loạn. Tuy nhiên, số người thiệt mạng trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều do công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.